Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Văn Đét. Nightland ra mắt với khá nhiều thứ mới mẻ, đặc biệt là cảm giác di chuyển trên map khi mà chúng ta sử dụng các nhân vật mới và cả khả năng biến hóa thành Saurian. Ba loại rồng ở Nightland cũng hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều về khả năng đi map và giải đố. Dường như là nhà phát hành đang làm rất tốt việc nâng cao tính trải nghiệm khu vực mới, làm mình cảm thấy rất hứng thú khi khám phá Nightland, thích hơn rất nhiều so với các khu vực cũ trước đây. Anh em cảm thấy Nightland như thế nào và tình hình gacha của anh em trong phiên bản 5.0 này có thuận lợi không? Nhớ comment chia sẻ xuống phía dưới cho mình biết với nha. Và để trở lại với series hướng dẫn build, nhân vật chính của video hôm nay sẽ là Mulani, một nhân vật 5 sao hệ thủy vừa mới được ra mắt. Bây giờ, anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem Mulani có gì thú vị và hay ho không nha. Ok, vô. Đầu tiên là bộ kỹ năng của Mulani. Tấn công thường thực hiện tối đa 3 lần đánh, gây sát thương nguyên tố thủy. Đòn cá mập cắn xé gây sát thương chính của Mulani thì được coi là tấn công thường, nhưng hệ số lại nằm ở kỹ năng nguyên tố, nên là thiên phú tấn công thường không có gì đặc biệt, anh em có thể bỏ qua kỹ năng này. Kỹ năng nguyên tố, cá mập xuyên sóng. Anh em nghĩa qua cái mô tả kỹ năng này trong game có thấy nó dài như một cái sớ không? Về bộ kỹ năng có nội dung hướng về đi map, hỗ trợ di chuyển ngoài phạm vi chiến đấu thì mình sẽ bỏ qua cho đỡ dài nha anh em. Sau khi dùng kỹ năng, Mulani sẽ nhận 60 điểm dạ hồn, được hiển thị thông qua cái cột màu xanh bên trái Mulani nha. Ở trạng thái dạ hồn chút phút sẽ liên tục tiêu hao điểm dạ hồn. Anh em có thể hủy trạng thái bằng cách nhấn lại kỹ năng nguyên tố hoặc khi tiêu hao hết điểm dạ hồn. Về cơ bản, mỗi 1 giây sẽ tiêu hao 10 điểm dạ hồn. Còn khi chạy nhanh thì chắc chắn là tiêu hao nhiều hơn rồi. Và khi mà trạng thái dạ hồn chút phút của Mulani kết thúc thì kỹ năng nguyên tố mới bắt đầu tính thời gian hồi chiêu là 6 giây nha. Tiếp theo, tấn công thường sẽ chuyển hóa thành cá mập cắn xé, gây sát thương nguyên tố thủy mang thuộc tính dạ hồn dựa trên giới hạn HP của Mulani. Cá mập cắn xé có thể dùng ở trên không và sát thương sẽ được tính là tấn công thường, cho nên anh em có thể tận dụng rất tốt các loại bắp tăng sát thương tấn công thường tới từ mọi nguồn nha. Tiếp theo sẽ là những thứ quan trọng nhất tới từ kỹ năng nguyên tố của Mulani. Khi lướt ván tiếp xúc với kẻ địch, Mulani sẽ nhận được một tầng động lượng sóng, cộng dồn tối đa là 3 tầng, mỗi 0,7 giây tối đa cộng dồn một tầng thông qua cùng một kẻ địch. Nếu có 3 kẻ địch đứng gần nhau thì Mulani sẽ tích cái động lượng sóng này một lúc 3 tầng luôn mà không cần chờ nha. Anh em có thể quan sát nó thông qua ký hiệu ở bên trái thành dạ hồn của Mulani. Và cái động lượng sóng này sẽ tăng sát thương đòn cá mập cắn xé của Mulani. Càng nhiều tầng thì sát thương càng được tăng nhiều hơn. Và khi đủ 3 tầng, đòn này sẽ chuyển thành sóng cá mập cắn xé, mức tăng sát thương sẽ là cao nhất. Và cứ mỗi khi đánh trúng kẻ địch bằng đòn cá mập cắn xé thì sẽ tiêu hao hết toàn bộ động lượng sóng. Và còn một cái nữa là khi tiếp xúc với kẻ địch thì chúng sẽ bị gán dấu ấn con mồi lên người, là cái ký hiệu hình con cá màu xanh như trong video nha. Khi dùng đòn cá mập cắn xé trúng kẻ địch thì sẽ xóa dấu ấn con mồi trên mục tiêu đó, đồng thời bắn tên lửa cá mập vào các kẻ địch có dấu ấn con mồi ở xung quanh. Anh em có thể gán dấu ấn con mồi lên nhiều kẻ địch một lúc, nhưng tên lửa cá mập chỉ có thể gây sát thương tối đa lên 5 kẻ địch xung quanh thôi ha. Lượng sát thương gây ra sẽ tương đương với đòn cá mập cắn xé lần này và xóa dấu ấn con mồi của chúng. Các đòn đánh của Mulani đều không có ICD, nên nếu anh em duy trì được lượng ấn hỏa đều đặn thì cô nàng sẽ có thể đánh ra phản ứng bốc hơi trên từng đòn, tạo ra một lượng sát thương ấn tượng. Nhưng lưu ý, đòn cắn và tên lửa sẽ gây ít sát thương hơn nếu như chúng tấn công nhiều hơn một mục tiêu, giảm tối đa còn 72% sát thương gốc khi có 3 kẻ địch trở lên. Nhìn chung, đây là thứ giúp Mulani có thể đối phó với đám đông kẻ địch, nhưng hiệu quả tổng thể cũng sẽ giảm đi đôi chút. Cho nên anh em có thể tận dụng nếu trường hợp kẻ địch có tổng mục tiêu là dưới 5 và không quá châu bò thì Mulani vẫn sẽ càng quét rất tốt. Ngược lại, nếu kẻ địch có tầm 3 con đổ lên mà máu cũng rất châu thì rõ ràng là Mulani sẽ gặp khó khăn nhất định khi phải đánh với các content như vậy. Ok, sau khi đã tổng hợp các cách gây sát thương từ kỹ năng nguyên tố của Mulani thì mình nghĩ là anh em cũng đã hiểu rõ toàn bộ về cách vận hành rồi đúng không? Cách chiến đấu hiệu quả nhất là chúng ta sẽ tập trung kiếm 3 tầng động lượng sóng, sau đó mới dùng tấn công thường một lần rồi tiếp tục lặp lại. Hồi đầu thì có thể chưa quen với cách điều khiển, nhưng cứ tập dần tới khi anh em cắn đủ 3 lần full stack cho một rotation đều đặn thì đó là rất ok rồi nha. Mẹo nhỏ để tích tầng dễ hơn thì mình cũng rút ra được sau quá trình trải nghiệm, là anh em cố gắng hạn chế lại việc di chuyển quá mức cần thiết khi lướt ván. Cái cơ chế lướt của Mulani sẽ cho cảm giác khá là trôi khi điều khiển. Anh em cũng chỉ cần chạm nhẹ vào kẻ địch thôi là đã tích được động lượng sống rồi, nên là trong quá trình đánh, anh em chỉ cần nhích cái nút di chuyển qua lại nhẹ thôi là được. Cứ spam lên xuống hay là trái phải như mình sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc giữ chặt nút di chuyển nha. Chưa kể là kẻ địch có kích thước lớn như mấy con boss, đôi khi là anh em chả cần di chuyển nhiều làm gì, cứ đứng yên một chỗ vẫn sẽ tích được động lượng, thỉnh thoảng nhích nhích lên miếng cho chắc cú, ok ha. Kỹ năng nổ, cá mập nổ dồn dập, bắn siêu tên lửa truy kích kẻ địch, gây sát thương phạm vi nguyên tố thủy mang thuộc tính dạ hồn, sát thương sẽ dựa theo giới hạn HP của Mulani, với hệ số lớn, đây đơn giản là một kỹ năng sốc sát thương rất đa gì và này nọ của Mulani, đặc biệt là với phản ứng bốc hơi. Tiếp theo là thiên phú thứ nhất, bóng nước kháng nhiệt, sóng cá mập cắn xé khi trúng kẻ địch, tức là cái đòn cắn mạnh nhất đó. Sẽ sản sinh ra một bóng nổi ở gần đó, là cái con cá nóc màu hồng hồng kia kìa anh em. Khi nhận bóng nổi, Mulani sẽ hồi phục 20 điểm dạ hồn. Trong một lần dạ hồn chút phút, tối đa chỉ có thể tạo 2 quả bóng nổi thông qua cách này. 2 quả tương đương với 40 điểm dạ hồn, đồng nghĩa là kỹ năng nguyên tố của Mulani sẽ kéo dài ra thêm 4 giây,
giúp anh em dễ thở hơn trong việc di chuyển đòn trắng thứ ba cho một rotation. Bóng nổi sẽ tự động bơi về phía Mulaney, nên cơ bản anh em không nhất thiết phải trực tiếp đi nhặt nó. Cuối cùng là thiên phú thứ hai, người dẫn đường giỏi nhất Natlan. Sau khi nhân vật trong đội kích hoạt dạ hồn bùng nổ, Mulaney sẽ nhận một tầng kinh nghiệm lướt sóng trong 20 giây, tối đa 3 tầng. Khi dùng nổ sẽ tiêu hao toàn bộ và tăng sát thương cho nổ căn cứ theo số tầng kinh nghiệm lướt sóng. Hệ số tăng sát thương sẽ là 15, 30 và 45% giới hạn HP. Cái dạ hồn bùng nổ này anh em có thể kích hoạt bằng cách cho bất kỳ nhân vật nào trong đội đánh trúng kẻ địch tạo ra sát thương nguyên tố. Khi kích hoạt thành công thì anh em sẽ thấy một cái hào quang màu trắng như này nó tỏa ra nè. Điều kiện kích hoạt thì cứ có ít nhất một nhân vật Natlan là được. Mỗi 18 giây mới kích hoạt tối đa một lần. Hai nhân vật Natlan trong đội sẽ là 12 giây và ba nhân vật Natlan sẽ là 9 giây. Nên là ở thời điểm hiện tại, chúng ta không thể kích hoạt toàn bộ hiệu quả mà thiên phú này đem lại. Anh em sẽ cần thêm đồng đội tới từ Natlan để có thể giảm thời gian hồi dạ hồn bùng nổ xuống nha. Và thứ tự ưu tiên khi nâng cấp kỹ năng mà mình đề xuất cho anh em, đầu tiên là kỹ năng nguyên tố, tiếp theo là kỹ năng nổ. Còn tấn công thường thì anh em có thể bỏ qua để tiết kiệm tài nguyên. Bộ cung mạnh của Mulaney tương đối tốt, nâng cấp rất nhiều sát thương, cũng như tối ưu hơn trong cả mặt lối chơi. Bây giờ, anh em hãy cùng mình điểm sơ qua nha. Cung mạnh 1, tăng sát thương đòn sóng các màu cắn xé và tên lửa đầu tiên ở mỗi rotation, lượng tăng thêm tương đương với 66% giới hạn HP của Mulaney. Ngoài ra thì nó còn tăng thêm thời gian lướt ván khi đi map. Đây là tầng cung mạnh rất tốt của Mulaney, khi nó tăng đáng kể lượng sát thương mà cô nàng này gây ra. Nếu anh em muốn đầu tư cung mạnh mà không có dư quá nhiều kinh phí, thì đây là điểm dừng chân rất hợp lý. Cung mạnh 2, khi tiến vào trạng thái dạ hồn chút phút, Mulaney nhận ngay 2 tầng động lượng sóng và khi nhận bóng nổi từ thiên phú thứ nhất sẽ cho cô nàng thêm 1 động lượng sóng. Ngoài ra thì khi nhận được 2 bóng nổi sẽ hồi thêm 12 điểm dạ hồn trong vòng 2 giây. Đây là cung mệnh giúp anh em sử dụng Mulaney thoải mái hơn rất là nhiều và đồng thời anh em cũng có thể di chuyển đòn sóng có mập cắn xé thêm một lần nữa, tăng tổng sát thương mà Mulaney gây ra, nhưng nó cũng tăng thời gian đứng sân nên anh em cũng cần để ý tới thời gian tồn tại của các bắp khác tới từ đồng đội nha. Cung mệnh 4, bóng nổi sẽ hồi 8 điểm năng lượng nguyên tố cho Mulaney và tăng 75% sát thương gây ra của kỹ năng nổ, một cung mệnh đơn giản cho các anh em thích sống ảo bằng nổ. Cung mệnh 6, tương tự như cung mệnh 1, nhưng thay vì chỉ tăng sát thương cho phát cắn đầu tiên thì cung mệnh 6 tăng cho toàn bộ phát cắn, mạnh quá rồi nói gì nữa giờ. Về vũ khí phù hợp với các lựa chọn 5 sao, tốt nhất chắc chắn là vũ khí chấn, thời khắc lướt sóng, cung cấp rất nhiều sát thương bạo kích, phần trăm HP, tăng sát thương tấn công thường, những thứ mà Mulaney cần đều nằm hết ở trong món này. Tiếp theo sẽ là cõi mộng ngàn đêm, với dòng phụ tăng tinh thông, cũng rất hữu dụng cho phản ứng bốc hơi. Nếu dùng cây này thì thánh di vật của anh em sẽ không cần thêm quá nhiều dòng tinh thông. Ngoài ra thì một số đội hình của Mulaney thông thường sẽ không có nhân vật nào cùng nguyên tố thủy với cô nàng, nên anh em sẽ dễ dàng có thêm 30% bóp sát thương nguyên tố thủy, khiến món này trở thành một lựa chọn cực kỳ tốt cho Mulaney. Theo sau sẽ là nghi thức dòng chảy vĩnh hằng, với dòng phụ tăng rất nhiều sát thương bạo kích, nội tại cung cấp thêm phần trăm HP, và mặc dù là không thể dùng hết nội tại, nhưng với mới chỉ số mà nó đem lại thì đây vẫn là một vũ khí rất mạnh cho Mulaney. Năm sao cuối cùng mình đề xuất sẽ là điện tích tây phong, anh em có thể xài được nếu có sẵn vũ khí này trong túi. Tuy nhiên là nếu anh em dùng thánh di vật bộ bí điển thì không nên có thêm bất kỳ dòng tỷ lệ bạo nào nữa nha. Về 4 sao, tốt nhất sẽ là vũ khí trong nhật ký hành trình, ngọc bích hiến tế. Ở mức tinh luyện 5 thì cây này gần như tiệm cận với chấn luôn đó anh em. Nếu dùng bộ bí điển thì mặc định Mulaney sẽ có hơn 100% tỷ lệ, nên anh em cần đảm bảo thánh di vật không có thêm bất kỳ dòng tỷ lệ nào nữa. Để kiếm một bộ thánh di vật như thế thì rất là khó đó nha anh em. Kế tiếp là chương nhạc lang thang. Về nội tại thì mình không quá ưng ý cho Mulaney, thời gian hồi nội tại hơi lâu, ra cái tấn công thì coi như bỏ luôn. Tăng sát thương nguyên tố thì rất ngon, còn tăng tinh thông thì trừ khi thánh di vật của anh em chưa có nhiều cái này, chứ không thì giá trị của nó cung cấp cũng vượt ngưỡng bảo hòa. Nhưng được cái dòng phụ cho nhiều sát thương bạo kích, nên đây cũng là một vũ khí anh em có thể dùng nếu như không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng là vũ khí rèn, vòng giác chê, một lựa chọn miễn phí tương đối tốt cho Mulaney. Nếu như anh em không thích gacha nội tại của chương nhạc, thì đây sẽ là một món vũ khí rất hợp lý và ổn định cho Mulaney. Để thánh di vật phù hợp, tốt nhất sẽ là bộ 4 bí điển Obsidian. Hiệu quả bộ 2 chỉ cần Mulaney bật kỹ năng nguyên tố lên là đã kích hoạt được rồi. Và cứ tiêu hao một điểm dạ hồn thì sẽ có 40% tỷ lệ bạo trong 6 giây, mà 1 giây sẽ kích hoạt cái này một lần. Nên dường như là anh em sẽ nhận được 40% tỷ lệ toàn thời gian. Đây là bộ thánh di vật siêu ngon cho các nhân vật đứng sân chính ở Natlan trong tương lai, nên bây giờ dùng nhựa và farm là rất hợp lý nha anh em. Theo sau sẽ là bộ 4 ảo mộng chưa hoàn thành. Yêu cầu để dùng bộ này là anh em nên có một nhân vật hệ thảo và hỏa để tạo phản ứng thiêu đốt. Mulaney sẽ đánh bốc hơi thông qua thiêu đốt và vẫn sẽ nhận tăng 50% sát thương gây ra tới từ thánh di vật. Nếu có sẵn bộ này với chỉ số ngon trong túi đồ thì anh em có thể dùng, chứ chắc chắn là không nên farm nha. Tiếp theo là bộ 4 nhất mộng hoàng kim. Để tận dụng bộ này thì anh em nên xếp đội hình sao cho 3 nhân vật còn lại không có cùng nguyên tố thủy với Mulaney. Lúc này Mulaney sẽ nhận được tổng cộng là 230 điểm tinh thông, một mức rất đáng chú ý cho cô nàng. Ngoài ra thì nếu như anh em có sẵn bộ 4 trái tim trầm luân với chỉ số phù hợp
thì hoàn toàn có thể sử dụng bộ này trong lúc chờ farm bộ bí điện cũng rất là ok. Và cuối cùng sẽ là các bộ thánh di vật ghép. Anh em có thể ghép giữa các món tăng 20% HP, 80 tinh thông nguyên tố và 15% sát thương nguyên tố thủy với nhau. Anh em ghép thoải mái, cứ cái nào cho chỉ số đẹp thì dùng, vì hiệu quả của chúng là gần như không quá chênh lệch so với nhau. Và dòng chính trên thánh di vật, đồng hồ sẽ là phần trăm HP hoặc tinh thông nguyên tố. Trường hợp anh em dùng vũ khí tăng phần trăm HP và cả dòng phụ thánh di vật mang lại khá nhiều chỉ số HP rồi, thì đồng hồ tinh thông sẽ mang lại giá trị tốt hơn. Ly sẽ là tăng sát thương nguyên tố thủy, nón sẽ là sát thương bạo kích nếu dùng bộ bí điển, hoặc tỷ lệ bạo kích nếu như anh em còn thiếu chỉ số này khi dùng các bộ thánh di vật khác. Hoặc nếu dùng vũ khí tăng nhiều sát thương bạo kích như cây chấn chẳng hạn, mà cả dòng phụ cũng nhiều sát thương bạo rồi, thì anh em có thể kiểm tra xem là chỉ số HP hay tinh thông có đang quá thấp so với chỉ số bạo hay không, thì có thể linh hoạt thay đổi nón HP cũng như tinh thông để cân bằng chúng với nhau. Và chỉ số quan trọng, chúng ta sẽ tập trung vào các chỉ số như bạo kích, HP và tinh thông. Với tỷ lệ bạo thì anh em nên có tối thiểu là tổng 80% trở lên ở mọi trường hợp, vì Mulani không có quá nhiều hit để gây sát thương, mà cô nàng dường như dùng hết sức mạnh của mình chỉ trong 3 đến 4 phát đánh, cho nên chỉ cần hụt bạo một cái thôi thì cũng kéo lượng sát thương tổng của Mulani xuống rõ rệt. Còn các chỉ số còn lại thì anh em có thể theo dõi trên màn hình xem là mình có thiếu hụt chỉ số nào không, rồi sau đó tự điều chỉnh rồi ước lượng sao cho cân bằng nhất nha, chứ không phải là dồn hết vào sát thương bạo hay là dồn hết vào HP mà không có tinh thông thì sát thương chắc chắn là không có tăng tiến rõ rệt đâu nha anh em. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ để bảng các đội hình tiêu biểu của sự góp mặt của Mulani ở đây cho anh em tham khảo. À quên, ở thời điểm hiện tại thì Mulani chưa có đội hình hoàn hảo cho bản thân, nên về sau các nhân vật khác ra mắt thì mình cũng sẽ cập nhật thêm trong các video build của nhân vật mới. Anh em nhớ đón xem nha. Nhân vật chơi được đầu tiên của Natlan với một số cơ chế mới, mặc dù chưa có đội hình hoàn hảo nhưng Mulani đã cho ra lượng sát thương rất khủng, hứa hẹn sẽ là một nhân vật có tiềm năng phát triển lớn ở trong tương lai khi mà các nhân vật hỗ trợ phù hợp hơn với cô nàng sẽ xuất hiện trong các phiên bản kế tiếp. Nên là nếu anh em thích một nhân vật gây sát thương kiểu một phát ăn luôn 6-7 con số thì chắc chắn không nên bỏ qua Mulani nha. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Tạm biệt anh em, bye bye. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky.